Quốc Khánh. Chuẩn bị đón Quốc Khánh 29 làm mâm bún đậu siêu to khổng lồ. Đĩa này to đấy. Bà Trân ở trong này á. Ê dồi. Ngon chưa? Mà cái mỗi người bắt cái cây. Món này hả? Rãng này. Rãng vậy là đỡ mặn. Xem là phát biểu cặp người tưởng như thế nào. Được không? Món siêu to khổng lồ. Đưa bố thử miệng. Kỷ niệm 74 năm đấy phải ra tháng 8 của Quốc Khánh 2000. Mà 74 năm thì lại quên rồi. Chấm vào đây. 75. Mùi mắm tôm hấp dẫn. Nói chung là tuyệt vời.